Một trái xoài ba màu như thế này nặng gần 2 kg. Từ khi chuyển sang trồng xoài ba màu, ông Dư không còn phải lo đầu ra. Thậm chí, nhiều doanh nghiệp còn đặt vấn đề mua với sản lượng lớn để xuất khẩu. Trên một con xoài, ông Dư lãi ròng hơn 30 triệu đồng một năm. Nói chung thì thấy xoài ba màu, thì hiện nay thì kinh tế mấy năm qua thì kinh tế đem lại lợi lạc cho nhà vườn chung quanh của chúng tôi đây rất lớn. Cái cù lao viên của chúng tôi hiện nay là hiện nay mà cắt nhà cửa được khang trang cũng phần lớn là nhờ xoài ba màu. 5 năm trước, ông Du đốn bỏ hết những cây xoài cát Hòa Lộc, xoài cát Chu để trồng xoài ba màu. Cái thị trường người ta yêu cầu mình cái gì thì mình nên trồng đáp ứng theo cái giống đó, chứ không có nghĩa là cái bằng cái cảm nhận của mình. Mình nói bây giờ cái giống này nó ăn ngon rồi chúng ta như vậy là cứ đem về trồng và phát huy ra thì không chấp nhận điều đó, mà phải theo thị trường. Thị trường người ta là có cái hiếu kỳ, dụng như người ta cần cái trái to, màu sắc thì nó phải sặc sỡ, nó dẫu cho cái độ ngọt nó không cao, nó hơi lạc đi, nhưng mà màu sắc nó đẹp, nó trái to thì thị trường người ta đang hiếu ra theo cái hướng đó. Không chỉ đáp ứng được nhu cầu người tiêu dùng mà sản phẩm của ông làm ra còn đạt tiêu chuẩn sạch, an toàn thực phẩm. Tổ trồng xoài của ông Dư và bà con ở xã Bình Phước Xuân trở thành tổ trồng xoài theo Việt Gáp đầu tiên ở tỉnh An Giang với 9 hecta. Là mình phải bỏ ra những cái tập tính trước đây. Thay vì như trước đây thì mình vườn của mình thì có thể là mình rất là cẩu thả, nó cách khác hơn, ăn ở có thể hơi dơ giấy hơn. Nhưng hôm nay vào tổ gáp thì chúng ta phải ăn ở sạch sẽ hơn. Nói ví dụ cũng như là những cái thuốc vỏ chai, thuốc bảo vệ thực vật thì chúng ta phải để có nơi có chốn. Đó, cụ thể thì chúng ta có thể vô bao hay gì đó, chúng ta để có nơi có chốn rồi chờ đến một cái giai đoạn nào sẽ có người đến để thu nhặt và tiêu hủy cái số đó. Năm 2015 là dấu mốc quan trọng khi nông dân ở một tỉnh chuyên trồng lúa như An Giang đã xuất khẩu được hơn hàng chục tấn xoài sang các nước láng giềng. Việc thay đổi phương thức trồng để phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng đã giúp ông Dư và những nông dân ở An Giang gặt hái được quả ngọt.